Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là biên tập viên Kiro đây. Và chào mừng các bạn trở lại với Mini World. Hôm nay thì mình không ra clip về cùng làng Tiên Team, nhưng mà mình có 10 điều thú vị và muốn chia sẻ cho các bạn ha. Thì ở đây là 10 điều thú vị về chế độ sinh tồn Mini World mà mình gặp phải. Thì các bạn thử coi rằng là các bạn có biết những cái điều nào mình nói hay không. Và nếu như mà các bạn biết một điều nào thú vị nào đó thì hãy comment bên dưới ha, để mình có thể làm clip và chia sẻ đến cho mọi người. Và ok, thì bây giờ mình sẽ đến với cái điều thú vị đầu tiên. À mà nếu như có thể thì các bạn nhớ bấm like video nhé các bạn, vì đây là động lực rất là lớn để giúp mình có thể làm video tốt hơn mỗi ngày. Và ok, thì bây giờ mình sẽ đến với cái điều đầu tiên nào. Và ok, điều thú vị đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn là cắt lấy sữa dê mà nhiều lần không cần phải đổi con khác. Bình thường thì các bạn lấy sữa từ con dê này chỉ có được một lần thôi, và sau đó chúng ta sẽ phải đợi nó ha. Thì đây mình sẽ lấy này, mình lấy khoảng 5 bình. Và các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ không thể cho bé ăn thêm hay gì, tại vì bé không chịu. Thì cách mà để các bạn reset lại được cái chu trình lấy sữa dê này là bằng cách là các bạn bắn nó phát. Sau đó thì các bạn sẽ cho nó ăn. Và các bạn sẽ để ý rằng là nó bắt đầu là chịu là ăn mía rồi đấy. Đấy, thì chúng ta lại tiếp tục lấy sữa dê một cách nhanh chóng ha. Cái việc này giúp cho các bạn mà không cần phải tạo ra nhiều con dê khác nhau để lấy sữa. Các bạn chỉ cần một con dê thôi là được. Tại vì các bạn đánh nó là nó sẽ mất máu và nó sẽ được hồi máu từ mía. Và nó cũng sẽ đòi ăn mía luôn. Thay vì đấy là nó sẽ không có gọi là... kiểu như là không chịu nữa các bạn. Ok, đây là lần 3 này. Ok, đừng chạy, đấy. Rồi, ok, thì đây là điều thú vị đầu tiên ha. Và ok, thì điều thú vị thứ hai đó chính là liên quan đến những bức tranh. Thì lần trước mình có chia sẻ các bạn cách mà làm cánh cửa mà một bức tranh rồi đúng không? Bây giờ thì mình sẽ xin giới thiệu thêm một cách nữa là tạo hai bức tranh và với khoảng trống là 2 ô. Các bạn cũng có thể thấy rằng là với khoảng trống 2 ô này thì việc dã nhân đi qua hoặc là bé dã nhân đi qua rất là dễ dàng phải không nào? Vậy thì mình sẽ có cách xử lý bọn này ha. Mình sẽ vẫn sử dụng bức tranh và mình sẽ đặt cả trên cả dưới luôn. Điều này thì sẽ giúp tránh cả con bé dã nhân nhỏ các bạn à. Rồi, mình sẽ đặt hai bên. Và việc mà có những bức tranh ở bên cạnh thì mình nghĩ rằng là không quá là khó chịu, do là nó cũng dùng để làm trang trí luôn cũng được. Nếu như mà các bạn thích làm cửa vào mà có tranh trang trí thì đấy. Ok, tiếp theo thì bây giờ mình sẽ bắt đầu thả mấy con bé dã nhân hay là này ha. Đấy, ok. Đây, mình sẽ chui vào. Và các bạn sẽ thấy rằng là nó dường như là nó sẽ đứng ở ngoài. Nó sẽ chả làm gì mình. Mặc dù là nó rất là bé và nó có thể đi qua một cách dễ dàng các bạn, nhưng mà nó cũng quyết định là không đi. Và nó để cho mình xử nó các bạn. Cũng như con bé này thôi. Thì boy dã nhân này thì cũng không làm gì mình. Mặc dù là cái cửa rất là thông thoáng, rất là dễ, nhưng mà bạn này các bạn cũng không có ý định là vào các bạn à. Do là cái bức tranh này họ được tính là kiểu như là một ô ấy, nên là có thể là do cái việc lập trình như vậy khiến cho mấy con dã nhân cũng như bé dã nhân sẽ không có vào. Ok, thì đây là điều thú vị thứ hai mình muốn chia sẻ các bạn ha. Bạn nào mà muốn làm nhà mà kiểu cửa hai ô như vậy mà không sợ quái vào phá cửa thì có thể sử dụng cách này cũng hay ha. Vừa thông thoáng mà vừa lo an toàn luôn. Và điều thú vị thứ ba, có thể bạn chưa biết là quặng đồng Horax thì chúng ta dễ kiếm nhất ở cái mức cao độ từ 45-50. Thực ra thì mình hay tìm ở mức 50 thì nó sẽ có nhiều hơn ha. Còn với cái mức dưới tầm này thì thường sẽ không có đâu các bạn à. Ví dụ như là ở đây nó gọi là mức khoảng 30 mấy thì thường các bạn đi tìm ở những cái nền này chỉ có kim cương với đá lam thôi. Còn muốn có quặng đồng Horax là phải lên những cái đồi mỏm đồi như vậy, thì các bạn sẽ thấy tỷ lệ có quặng đồng nó sẽ cao hơn ha. Ví dụ như ở đây là mình đã thấy ba cái quặng đồng rồi này. Ở cái mức này là cái mức ở cấp độ, cái độ cao là khoảng tầm 50-51 gì đấy. Thì trên 45 thì nó sẽ bắt đầu xuất hiện quặng đồng Horax nhiều hơn ha. Các bạn có thể thấy rằng là rất là nhiều luôn. Và ở phía bên trên này thì tất nhiên là có đá gravity rồi. Đấy, quặng đồng Horax tiếp này. Thì nhiều anh em hỏi mình là anh ơi đi mãi mà không thấy. Thực ra bạn đi nhầm chỗ rồi nhá. Phải lên trên cao một tí thì sẽ thấy những cái quặng đồng ở đây ha xuất hiện này. Đấy, có cả kim cương nữa. Kim cương thì nó xuất hiện ở dưới cũng có. Còn ở trên mỏm đồi cao cao một tí thì mới có quặng đồng nhé mọi người. Ok, thì đây là cách mà mình hay đi kiếm quặng đồng Horax, là lên cái những cái mỏm có cao độ từ 45 đổ lên. Đây, 45-46 đây. Ok, thì đây là điều thú vị thứ ba ha. Mình sẽ sang với điều thú vị thứ tư. Và đến với điều thứ tư thì thực sự là chúng ta sẽ quay trở lại với những bức tranh. Các bạn kêu là sao thằng Kiro này nó cứ khoái bức tranh thế nhở. Thực sự bức tranh này làm được rất là nhiều thứ các bạn ạ. Nên là mình rất là muốn chia sẻ về bức tranh. Đầu tiên thì đây là cái cách mà mình muốn làm về rào con dã nhân khi mà không phải là ở cửa mà là ở dưới mặt đất. Thì nếu như mà với một ô này thì các bạn sẽ vẫn bị dã nhân đánh như thường. Nhưng mà các bạn làm theo cách này như mình á thì các bạn sẽ không bị dã nhân nó đuổi đánh nữa ha. Đây là một trong những cách mà mình tạo hàng rào bảo vệ khu làng. Nói chung là cách này cũng khá là dễ các bạn. Mình sẽ đặt một cái bức tranh xung quanh đi. Coi như là đây cái nơi mình bảo vệ đi. Nó hơi nhỏ một tí ha.
và mình sẽ đổ nước ở xung quanh. Thì nói chung là với một ô nước như vậy ấy, thì con dã nhân nó vẫn có thể đi xuống lắn, nhưng mà có thêm bức tranh thì nó sẽ bỏ các bạn. Đây mình sẽ tạo dã nhân nhá. Rồi ok, đổi này, các bạn sẽ thấy rằng là nó cũng sẽ không có nhu cầu gọi là muốn đuổi mình nữa, mặc dù là khoảng cách là chỉ có một ô thôi nhưng mà nó cũng sẽ không có đuổi. Và các bạn thấy rằng là cực kỳ thú vị không nào, một ô nước và một bức tranh thì nó chả thèm làm gì mình đấy. Ui trời ơi, hello hello hai em đấy. Thì đây là điều thú vị thứ tư ha, mình muốn chia sẻ với các bạn, và mình sẽ tiếp tục đến với điều thứ năm. Ok, và điều thú vị thứ năm đó chính là dòng thu thập chuẩn. Nếu như mà các bạn khảm vào cây rìu này thì các bạn có thể tạo ra con ong một cách gọi là vĩnh cửu. Thật sự là rất là vĩnh cửu luôn đấy các bạn. Đây là dòng thu thập chuẩn đây, bre sinh gì đấy, nói chung là mình không giỏi tiếng Anh nên là các bạn nhìn thì chắc là các bạn cũng biết. Và bây giờ thì mình sẽ đặt cái khối mật ong này ra, mình sẽ đập này và mình sẽ lượm lại. Các bạn có thể thấy rằng là nó đã tạo ra ba con ong nhưng mà nó vẫn ra cái tổ ong, và mình sẽ tiếp tục ha. Ây da, đau bạn ơi, từ từ bạn ơi. Đấy, thì đây là cách tạo ong ha, nhưng mà anh em sẽ hơi chịu thiệt một tí là nó chích rất là đau, và có khả năng là các bạn sẽ bị đi đời nếu như mà các bạn không có hồi máu với lại giáp dùng các thứ ha. Thì đây mình chỉ là chia sẻ cách mà các bạn có thể tạo ra nhiều chú ong mà một cách gọi là vĩnh cửu thôi ha. Còn anh em sống sót ra sao thì cái này mình không chịu trách nhiệm. Ok, bây giờ mình sẽ sang điều thứ 6. Và đến với điều thú vị thứ 6, cái điều này nó sẽ hơi khó cho những bạn nào mà không có con rồng, con khủng long xương level 2 ha. Thật sự là hơi khó, nên là cái này dành cho bạn nào gọi là chơi lâu rồi và có khủng long xương thì mình có thể dùng được. Thì đầu tiên là làm sao để lên trên được cái đảo bay này một cách nhanh chóng mà khi mà các bạn chưa có bất cứ dụng cụ gì. Tức là lần đầu chơi ấy, mới đầu tạo map sinh tồn á, thì có một cách là mình sẽ, đầu tiên á là mình sẽ khoanh cái vùng nước này lại để cho nó không bị lan ra ha. Đây, và mình sẽ đục hai ô ở dưới thì nó sẽ là như vậy. Các bạn thấy rằng nó sẽ gọn hơn rất là nhiều. Sau đó thì mình sẽ đứng ra xa, mình sẽ triệu hồi khủng long xương level 2. Đây, con này là level 2 các bạn. Thì cơ chế của con khủng long xương level 2 là nó có thể nổi trên mặt nước. Nên là mình sẽ sử dụng cái ưu điểm này ha để mình có thể lên được đảo bay một cách nhanh chóng. Đây. Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng là đừng để mình bị dính nước ngộp thở ha. Thì nó sẽ bị văng con đấy, nó sẽ bị văng như vậy này. Nó sẽ bị văng con khủng long ra ha. Nên là các bạn phải đứng xa ra một tí. Mình sẽ đổi sang chế độ sinh tồn này. Tạo bé khủng long này. Đứng nó tinh tế ra một tí các bạn. Ok. Đây. Rồi. Đấy, thì các bạn có thể lên đảo bay một cách nhanh chóng ha, và không cần quá nhiều thứ. Và tất nhiên là cái quan trọng các bạn phải cần có khủng long 2 thôi. Cái này thì mình nghĩ rằng là với cái game mini world này thì nếu mà anh em nào chơi lâu thì chắc chắn là cũng sẽ sở hữu con này thôi. Và ok, thì đây là điều thú vị thứ 6 ha. Bạn nào mà có khủng long level 2 thì lên đảo bay cực kỳ dễ dàng luôn. Bây giờ mình sẽ sang điều thứ 7. Và ok, điều thú vị thứ 7 đó chính là các bạn có thể lẩn trốn khỏi con rồng tốc độ này chỉ với một cái kêu hoa hướng dương. Mình sẽ ví dụ cho các bạn coi ha. Đây là con khủng long và nó rất là dữ. Và mình sẽ tìm một cây hoa hướng dương, mình đứng sát vào. Và như các bạn đã thấy thì nó sẽ không làm gì mình đâu. Alo. Đấy, này. Ui anh ơi. Đấy các bạn thấy không? Mà dù là mình to khá là lù lù ấy, nhưng mà mình có thể ngất ở trong cây hướng dương này. Nó hơi vô lý một tí ha. Tính ra mình còn to hơn cả cái cây hoa hướng dương luôn á, mà con rồng nó không nhận ra các bạn à. Đấy, ui trời anh hai à, làm gì đây? Các bạn thấy không? Đây là cách mà gọi là mình nấp con rồng. Thực ra thì nấp các bạn có thể sử dụng cây hoa hướng dương này nấp nhiều con khác nhau cũng được. Ây da, nó thấy rồi các bạn. Ây da, nó đứng nó căn rồi các bạn. Nhưng mà có một điều là các bạn mà đụng nhẹ phát là cái cây hoa hướng dương này nó gãy à. Nên là các bạn cũng không có cách nào mà sử dụng phương pháp này cho thuần hóa rồng tốc độ ở đâu. Do là các bạn chỉ cần đụng nhẹ thôi là hoa hướng dương gãy. Này, mình sẽ thử cho bạn coi à. Đấy. Và nó sẽ đuổi các bạn. Ok, thì đây là điều thú vị thứ 7 mình muốn chia sẻ với các bạn ha. Bây giờ mình sẽ sang điều thứ 8. Điều thú vị thứ 8 là với những con đom đóm hoặc là những con ong thì thường thì đánh nó sẽ không ra kinh nghiệm. Nhưng mà con bướm thì lại ra kinh nghiệm các bạn ạ. Nên là bạn nào mà thích hóa hoa bắt bướm thì nên đánh con bướm để ra kinh nghiệm ha. Mình sẽ ví dụ như là đây, mình sẽ ví dụ con này đi. Các bạn sẽ thấy rằng là mình có nhảy một chút kinh nghiệm. Thực ra thì nó cũng không đáng kể đâu. Nhưng mà khá là thú vị rằng là với một con bướm nhỏ bé như vậy mà cũng có thể tạo ra kinh nghiệm. Ê, đừng bẫy, máy. Rồi ok. Nó đang tính là tạo hoa các bạn à. Đấy. Thì đây là một điều mà mình thấy rằng là khá là hay với những chú ong bướm này. Mình thì mình không thích bọn bướm này đâu, cho là nó tạo cho map mình rất là nhiều hoa thù lùa nên là mình rất là bị đau mắt đấy. Mình hơi bị khó chịu vì điều đấy. Không biết là bạn nào cũng bị như vậy không. Bây giờ mình sẽ sang điều thứ 9. Và với điều thú vị thứ 9 đó chính là liên quan đến cái giường.
Thực sự thì giường bây giờ nó bị một cái là nó sẽ không có lưu điểm hồi sinh đó, nên là giường da báo hay là giường ngủ bình thường thì nó đều giống như nhau cả. Và các bạn có thể thấy rằng là đây một điều khá là buồn, bởi vì cái giường da báo hồi xưa là nó thực sự là nó sẽ khác biệt ở chỗ là không lưu điểm hồi sinh. Bây giờ thì nó lại như nhau nên là mình cũng hơi tiếc vì điều đấy. Nhưng mà nếu như mà các bạn mà chế giường giường da báo ấy, thì mình thấy rằng là ok hơn, do là nó có vẻ như là nó dễ chế hơn chỉ với hai da báo với một da mềm. Thực ra thì nó dễ với cái việc mà các bạn ở khu rừng mưa ha, thì các bạn có thể chế được thay vì là đi tìm bông. Tại vì lần đầu tụi mình chơi sinh tồn ấy, những ngày đầu á, tụi mình tìm bông rất là khó các bạn à, do là 5 người 6 người chơi đông á nên là hơi cực. Vậy nên là bạn nào mà kiểu như chơi chung mà hết bông rồi á thì nên vào rừng mưa để tìm da báo để chế tạo giường ha, chứ không có giường mà một đám chơi á là tối đến là quá đến là đấm cho không chịu bát nào đâu. Nên là mình nghĩ rằng là giường da báo là một trong những giường mình sẽ ưu tiên chế đầu tiên nếu như mình ở khu rừng mưa ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ đến với điều thứ 10. Ok, thì với điều thứ 10 thì đợt lúc nãy mình có chia sẻ bạn cắt mà đi lên đảo bay. Bây giờ thì có cắt xuống đảo bay thì có hai cắt, một là các bạn sử dụng cắn hoặc à không, có đến 3-4 cắt lận. Một là sử dụng cắn, hai là sử dụng thuyền, ba là có thể nhảy xuống mương, nhảy xuống sông mà với độ cao là hơn 2 ô, với độ sâu chứ quên, là hơn 2 ô thì các bạn sẽ xuống rất là nhanh. Nói chung thì về xuống thì rất là dễ, nhưng mà cẩn thận là coi chừng là ngã là gãy cổ rồi ha. Thì với cắn thì thật sự thì ai cũng biết rồi đúng không? Chỉ cần đeo vào và nhảy xuống rồi xong tháo cắn ra thì nó rất là ok và các bạn sẽ chả bị sao đâu. À mà quên mất, mình sẽ tháo tháo con Cindy ra cho nó dễ ha. Mất công các bạn lại kêu ôi ông này có Cindy rồi. Đấy, dùng con gấu bom đi. Ok, thì đây là cách thứ nhất này. Cách thứ hai hình như là mình có chia sẻ đến cho các bạn rồi, đó chính là sử dụng thuyền. Thì thuyền nó dễ hơn rất là nhiều, thuyền đơn giản hơn cái việc cắn là tại vì cắn thì phải chế tạo, phải đi kiếm thần rắn trước, nên là mình thì là người chơi hệ thuyền ha. Đây, ok đấy, để mình lùi ra ha. Ok, nó hơi vướng một tí thôi nhưng mà không sao, thuyền này xuống rất là nhanh các bạn ạ, thuyền này thuyền bay mà nên là nó cũng khá là dễ. Đấy, thì đây là một trong những cách mà mình xuống đảo bay mà không bị mất máu ha. Ok, thì đây là 10 điều thú vị mình muốn chia sẻ cho các bạn ha. Và các bạn biết điều nào thì hãy comment phía dưới nhé. Và mình sẽ xin dừng clip ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và đừng quên để cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video. Bye bye.